Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Bầu cử Pháp gây bất ngờ. Nước Pháp đang đối mặt tình trạng quốc hội treo và các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ mới theo sau kết quả bất ngờ của vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội hôm 7 tháng 7. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ, Liên minh cánh tả Mặt trận Nhân dân mới NFP dẫn đầu cuộc bầu cử khi giành được 182 trên 577 ghế quốc hội. Trong khi đó, Liên minh Trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron giành được 168 ghế và Đảng Tập hợp Quốc gia AN cực hữu được 143 ghế. Các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bỏ phiếu cho thấy AN có thể thắng nhiều ghế nhất, làm tăng nỗi lo Pháp sẽ có chính phủ cực hữu đầu tiên của Pháp kể từ sau Thế chiến thứ hai, đe dọa làm đảo lộn chính sách kinh tế và đối ngoại tại nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro. Giờ đây, kết quả bầu cử khiến Quốc hội Pháp chia thành 3 nhóm lớn với các cương lĩnh khác nhau và không có truyền thống làm việc cùng nhau. Một quốc hội bị chia rẽ khiến bất kỳ phe nào cũng khó thúc đẩy chương trình nghị sự của mình trong nước, cũng như đe dọa làm suy yếu vai trò của Pháp trong Liên minh châu Âu-EU. Kết quả này cũng giáng đòn mạnh vào Tổng thống Macron, đồng thời báo hiệu một giai đoạn bất ổn chính trị sau khi Thủ tướng Gabriel Attal đệ đơn từ chức hôm 8 tháng 7, theo đài CNN. Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Attal tiếp tục giữ chức vụ thời điểm này để bảo đảm sự ổn định của đất nước. Các nhà lãnh đạo NFP đã nhóm họp để thảo luận về hướng đi sắp tới nhưng chưa công bố nhiều thông tin khi trả lời truyền thông. Bà Marine Tondelier, lãnh đạo Đảng Xanh hôm 8 tháng 7 cho rằng Tổng thống Macron nên chính thức mời NFP đề cử thủ tướng mới. Theo bà Tondelier, nhân vật này có thể là người thuộc Đảng Xanh, Đảng nước Pháp không khuất phục hoặc Đảng xã hội, ba đảng lớn nhất trong NFP. Trong khi đó, ông Olivier Faro, lãnh đạo Đảng Xã hội cho biết, ông mong đợi các bên nhất trí về một kế hoạch trong tuần này, nhưng né tránh câu hỏi về việc liệu NFP có sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận với phe Trung dung hay không. Ở chiều ngược lại, một số nhân vật Trung dung nổi bật cho biết họ sẵn sàng tìm kiếm một thỏa thuận để bảo đảm có một chính phủ ổn định, nhưng khẳng định không sẵn sàng làm việc với Đảng cực tả nước Pháp không khuất phục. Nhiều người theo đường lối Trung dung xem đảng này cũng cực đoan như AN. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng văn hóa chính trị của Pháp sẽ phải thay đổi, trở nên ít đối kháng hơn và hợp tác hơn giữa các đảng phái. Bên ngoài nước Pháp, nhiều đồng minh thở phào nhẹ nhõm vì kịch bản xấu nhất không xảy ra. Ngoài ra, thất bại của AN ít nhất báo hiệu một sự phản kháng tạm thời trước làn sóng cực hữu ở châu Âu. Dù vậy, giới phân tích lưu ý tình trạng quốc hội treo ở Pháp cũng có thể gây đau đầu cho EU. Công ty nghiên cứu Capital Economics Anh cho rằng Pháp có thể đã tránh được kết quả tồi tệ nhất có thể đối với các nhà đầu tư, đó là phe cực hữu hoặc cánh tả nắm thế đa số tuyệt đối trong quốc hội. Tuy nhiên, một quốc hội chia rẽ đồng nghĩa chính phủ sắp tới rất khó thông qua các khoản cắt giảm ngân sách cần thiết để Pháp tuân thủ các quy định ngân sách của EU. Phe cánh tả muốn đặt giá trần cho các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu và thực phẩm, tăng lương tối thiểu và đảo ngược cải cách lương hưu của Tổng thống Macron vào thời điểm thâm hụt ngân sách của Pháp ở mức 5,5% GDP, cao hơn mức cho phép của quy định EU. Tuy nhiên, theo Reuters, có rất ít khả năng các đề xuất chính của phe cánh tả qua được ải quốc hội nếu không có thỏa hiệp với các nghị sĩ bên ngoài khối này. Bầu cử Pháp, cuộc đối đầu gay gắt giữa ba đảng chính trị. Hãng tin Reuters nhận định cuộc bầu cử sẽ khiến Quốc hội Pháp bị chia thành 3 nhóm lớn, cánh tả, trung dung và cực hữu, với những quan điểm cực kỳ khác nhau và không có truyền thống làm việc cùng nhau. Kết quả được xem như là bước thụt lùi đối với đảng AN của bà Marine Le Pen khi các cuộc thăm dò dư luận đã dự đoán họ sẽ là đảng lớn nhất nhưng sau cùng chỉ đứng thứ 3. Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Macron, người đã kêu gọi bỏ phiếu sau khi bị đánh bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng trước. Nhà lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Mélenchon nói, ý chí của người dân phải được tôn trọng, Tổng thống phải mời liên minh NPF cầm quyền. Trước ngày bỏ phiếu quốc hội vòng 2, chiến dịch vận động tranh cử ở Pháp tạm dừng một ngày, song không vì thế mà tình hình dịu bớt. Thăm dò dư luận mới nhất vào ngày 5 tháng 7 do hai hãng Ipsos và Ifop thực hiện cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia AN của thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen nhiều khả năng giành được 170 trên 210 ghế quốc hội, cách khá xa so với con số 289 ghế cần thiết để giành ghế đa số tuyệt đối và tự thành lập chính phủ. Trong khi đó, Liên minh cánh tả Mặt trận Nhân dân mới NFP bám sát phía sau với dự báo giành được 145 đến 175 ghế. Tuy AN khó giành được thế đa số tuyệt đối, song phán cược tổ chức bầu cử quốc hội chấp nhoáng của Tổng thống Emmanuel Macron cũng không được như ý. Liên minh Trung dung cùng nhau của ông được dự báo chỉ giành khoảng 118 đến 148 ghế, hao hụt đáng kể so với 250 ghế mà họ nắm giữ trong quốc hội sắp mãn nhiệm.
Như vậy, 3 năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Macron đến tháng 4 năm 2027 sẽ gặp nhiều khó khăn khi ông phải chia sẻ quyền lực với các đối thủ chính trị. Những kết quả thăm dò kể trên khiến cử tri Pháp lẫn giới chuyên gia và các đồng minh của Pháp ở châu Âu đều không thể dự đoán bên nào có thể thành lập và dẫn dắt chính phủ mới. Song nhiều khả năng AN sẽ trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội. Chúng tôi lo sợ kịch bản đó, cô Amel, nhà trị liệu 34 tuổi, nói với kênh CNBC, cô dự định bỏ phiếu cho NFP. AM bác bỏ cái nhãn cực đoan mà nhiều người gán cho họ, đồng thời khẳng định họ đại diện cho các giá trị, văn hóa và công dân Pháp. Tuy nhiên, những người chỉ trích AN cảnh báo Pháp sẽ bên bờ vực thảm họa chính trị nếu một đảng chống nhập cư, theo chủ nghĩa dân tộc và hoài nghi châu Âu như AN giành được thế đa số. Để ngăn cản AN bằng mọi giá, nhất là sau kết quả vòng 1, AN giành 33% số phiếu, NFP chiếm 28% và cùng nhau chỉ được 20%. Các đảng trung hữu và cánh tả đang bắt tay tạo thành mặt trận Cộng hòa. Họ rút hơn 200 ứng cử viên khỏi vòng bỏ phiếu thứ hai để tránh cảnh xé lẻ số phiếu, theo báo The Guardian. Chưa rõ chiến thuật này hiệu quả đến đâu, song bà Le Pen chỉ trích đây là động thái nhằm đánh cắp chiến thắng và đi ngược lại ý chí của người dân. Giống như các đảng cực hữu khác ở châu Âu, AN đào sâu vào các mối bất an của cử tri liên quan đến tình hình tội phạm, nhập cư, bản sắc quốc gia và bất ổn kinh tế. Nhà lãnh đạo 28 tuổi của AN, ông Jordan Bardella, đang đứng trước cơ hội trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất của Pháp. Ông khẳng định sẽ lập lại trật tự trong nước, đồng thời tuyên bố ủng hộ NATO và tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine nhưng không đưa bộ binh đến đây như đề xuất của ông Macron. Trước kịch bản, Pháp khó thành lập chính phủ mới trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra Thế vận hội ở thủ đô Paris, Thủ tướng Gabriel Attal nhấn mạnh chính phủ hiện nay sẽ giữ vai trò tạm quyền đến khi nào còn cần thiết. Cũng chưa rõ nước Pháp sẽ phản ứng ra sao trước kết quả bầu cử, Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã sẵn sàng điều động khoảng 30.000 cảnh sát trên cả nước vào đêm 7 tháng 7, bao gồm 5.000 cảnh sát ở thủ đô Paris và các vùng phụ cận do lo sợ bạo lực bùng phát. Lo ngại này không thừa bởi nước Pháp không lạ gì với các cuộc biểu tình biến thành đụng độ những năm gần đây. Chỉ trong vòng 4 tuần tranh cử vừa qua, đã có hơn 50 ứng cử viên và nhà hoạt động chính trị bị hành hung, kèm theo hơn 30 vụ bắt giữ khắp đất nước, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gerard Damanin. Pháp tổ chức bầu cử quốc hội trong ngày 30 tháng 6 được xem là cuộc bầu cử bất ngờ sau khi đảng cực hữu của nước này tạo được tiếng vang trong bầu cử nghị viện châu Âu cũng trong tháng 6. Vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 30 tháng 6, vòng thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Khoảng 49 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ chọn ra 577 ghế nghị sĩ. Đây được xem là canh bạc lớn của Tổng thống Emmanuel Macron, bởi nếu phe cực hữu giành đủ số ghế cần thiết, họ sẽ bước qua cánh cổng quyền lực ở Pháp lần đầu tiên kể từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Theo đài NPR, đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trước bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ ủng hộ 36% là đảng cực hữu National Rally, theo đường lối dân túy và chủ nghĩa dân tộc. Gương mặt mới của đảng là ông Jordan Bardella, người trở thành lãnh đạo đảng thay bà Marine Le Pen, 55 tuổi, ở độ tuổi 28 cộng với sự thu hút, thông minh và tận dụng mạng xã hội với 1,7 triệu người theo dõi trên TikTok. Ông Bardella cam kết giải quyết vấn đề nhập cư, an ninh, chi phí sinh hoạt leo thang, bao gồm cắt giảm các loại thuế đánh vào nhiên liệu, điện và ga. Ở vị trí thứ hai trên bảng thăm dò, chiếm 29% là liên minh cánh tả có tên gọi New Popular Front, mặt trận nhân dân mới, với nòng cốt là đảng xã hội do chính trị gia Raphael Grassman, 44 tuổi, dẫn dắt. New Popular Front có kế hoạch tăng lương lĩnh vực công, áp giá trần đối với thực phẩm, ga, điện, hạ tuổi nghỉ hưu về lại 60 và đẩy mạnh chống biến đổi khí hậu. Đảng thứ ba chiếm 20% là đảng liên minh trung dung Nascency Phục Hưng của Tổng thống Macron, có lập trường ủng hộ Liên minh châu Âu-EU và bảo vệ môi trường. Gương mặt vận động dẫn đầu của đảng này là ông Gabriel Attal, vị thủ tướng 35 tuổi của Pháp. Lẽ ra cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo của Pháp là vào năm 2027. Song, Tổng thống Macron hôm 9 tháng 6 bất ngờ thông báo trên truyền hình về việc trao cho người dân cơ hội quyết định tương lai, lập pháp bằng lá phiếu. Lý do, theo ông Macron, là để chống lại mối nguy hiểm do sự trỗi dậy của phe cực hữu gây ra. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ. Ông Douglas Weber, chuyên gia khoa học chính trị của trường kinh doanh INSEAD, Pháp, nói khả năng National Rally giành được ghế đa số, tương đối hoặc tuyệt đối sau cuộc bỏ phiếu này là hoàn toàn có thật. Trong trường hợp đó, Tổng thống Macron có khả năng phải làm việc với một chính phủ dưới quyền một thủ tướng thuộc đảng khác. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.